2019. Hiệp 1 của trận đấu bán kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ được bắt đầu. Và trong hiệp đấu đầu tiên thì đội bóng của chúng ta ra sân trong bộ trang phục màu đỏ sẽ chiến giữ thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Ở những nét đầu tiên thì có thể thấy là trong sơ đồ chiến thuật của Liên Park Hang Seo thì với cách thức sử dụng nhân sự như thế này, Hoàng Đức vẫn sẽ chơi thấp nhất ở tuyến trung tâm của hàng tiền vệ. Đứng xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu này gồm có thủ môn áo số 18 Nguyễn Văn Toàn. Đó là một tình huống dứt điểm có thể nói là khá mạo hiểm của cầu thủ U23 Việt Nam ngay từ phút thi đấu đầu tiên. Số 2 của chúng ta là Lê Văn Xuân, số 3 Vũ Tiến Long, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 Đông Dũng mang băng đội trưởng, số 17 Nhâm Mạnh Dũng và số 20 là Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng vẫn trong cuộc sau pha xử lý vừa rồi của Bùi Hoàng Việt Anh. Việt Anh đã được cho nghỉ sớm ở hiệp 2 trận đấu gặp Timor Leste, và với hàng loạt những tình huống thay người ở trận đấu cuối cùng vòng bảng thì người ta cũng đã phần nào đó định hình được những cái tên sẽ được sử dụng ở trong trận đấu này của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trận đấu gặp Timor Leste ở lượt cuối tại vòng bảng thì trung vệ Thanh Bình không chơi một phút nào, và những cầu thủ trên 23 tuổi như Tiến Linh hay Hùng Dũng cũng chỉ đá khoảng 15 phút cuối trận khi chúng ta đã có được những bàn thắng. Về cơ bản chúng ta hiểu được rằng lực lượng chính của U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết này đều đã được hồi phục thể lực, được chuẩn bị một cách hợp lý, và bây giờ chỉ còn là giải pháp nào cho những tình huống tấn công bên cạnh việc duy trì chất lượng phòng ngự như chúng ta đã từng duy trì ở các trận đấu tại vòng bảng. Ở vòng bảng của SEA Games lần này thì U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 6 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Đó là một kết quả phù hợp với chặng đường đã đi của SEA Games năm nay. Cho dù ở một số trận đấu chúng ta có cảm nhận rằng chất lượng chơi, khả năng áp đặt tấn công, khả năng tận dụng thời cơ của U23 Việt Nam vẫn chưa được như ý muốn. Nên nhớ rằng trong lịch sử SEA Games thì bóng đá Việt Nam mới chỉ có 2 lần, trong đó chính là ở năm 2022 này với SEA Games 31 trên sân nhà. Chúng ta mới có một vòng bảng của bóng đá Nam không để lọt lưới lần nào. Lần trước đó là cách đây đã 23 năm, và trước đây với lần cuối cùng của bóng đội chúng ta. Và đang có đường phải của Lê Văn Đô. Chất lượng của những quả tạt như vừa rồi là thứ mà chúng ta cũng đã có thể thấy được từ Lê Văn Đô, đặc biệt là trong các trận đấu gặp U23 Myanmar và Timor Leste. Ở giải đấu năm nay thì U23 Malaysia đã khởi đầu vòng bảng bằng thắng lợi trước đội tuyển U23 Thái Lan và đã lọt vào chung kết vào thời điểm này. U23 Malaysia để lại cho người ta ấn tượng bởi cách thức chơi có thể nói là hết sức mạnh dạn của họ. Họ luôn tràn sang phần sân đối phương chơi pressing ngay từ những phút đầu tiên và trước bất kỳ một đối thủ nào. Và nếu như họ tiếp tục chơi như vậy thì phần nào đó chúng ta cũng có thể hiểu rằng sự khó khăn, bế tắc mà U23 Việt Nam hay gặp ở các trận đấu trước đó tại vòng có thể sẽ không bị lặp lại, vì thế trận có thể sẽ mở hơn. Cũng có thể ở chiều ngược lại thì hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt nhiều hơn với những thách thức. Nhưng tôi thích cái cách mà cả hai đội cùng vào cuộc với một thế trận mở, và U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện năng lực kiểm soát trận đấu cũng như tìm kiếm những thời cơ và tận những thời cơ đó. Và xử lý rất hay. Đường truyền là của Lý Công Hoàng Anh, người đang di chuyển là Tiến Linh. Trượt chân tương đối đáng tiếc ở khoảnh khắc quyết định. Tiến Linh là người mở điểm cho U23 Việt Nam tại SEA Games lần này với bàn thắng đầu tiên ở trận đấu gặp Indonesia. Nhưng ở các trận đấu tiếp theo thì sự khó khăn đã luôn đeo bám Tiến Linh, người luôn phải giữ nhiệm vụ neo vị trí của mình ở chính trục giữa, bên cạnh các trung vệ luôn chơi có thể nói là rất quyết liệt và chính xác của các hàng phòng ngự như là Philippines hay Myanmar. Và chúng ta cũng có thể hiểu được rằng trong cái khó khăn, cái phần còn hạn chế của U23 Việt Nam tại SEA Games này thì Tiến Linh cũng
cũng đã có những nỗ lực, nhưng ở phần phải chịu sự hy sinh nhiều hơn để dành những khoảng trống cho các đồng đội. Và bây giờ là trận đấu mà tôi hy vọng rằng là những khoảng trống sẽ xuất hiện dành cho Tiến Linh nhiều hơn, và cơ hội ghi bàn sẽ được cầu thủ này đón nhận và tận dụng một cách hợp lý. Ở trận đấu tại vòng bảng, U23 Malaysia đã giành được thắng lợi trong trận đấu gặp U23 Thái Lan, và tiếp theo là một trận thắng nữa trước đội tuyển Lào. Những tưởng họ sẽ dễ dàng giành được ngôi đầu bảng, nhưng những trận hòa có thể nói là rất bất ngờ trước U23 Singapore, và đặc biệt là trận hòa ở lượt cuối trước U23 Campuchia đã khiến cho họ đánh mất đi cơ hội giành ngôi đầu bảng và có thể đón nhận một vòng bán kết nhẹ nhàng hơn. Và thực tế là họ đang phải đương đầu với đội bóng mà cho đến lúc này chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng mạnh nhất ở môn bóng đá nam tại SEA Games này, đó chính là chủ nhà U23 Việt Nam. Đúng là các đội bóng có rất nhiều những sự tính toán, và có lẽ là khi U23 Malaysia tung ra một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở trận đấu gặp U23 Campuchia thì có lẽ là họ cũng đã tính toán cái khả năng này rồi. Dạ thì trận bán kết đầu tiên đã diễn ra vô cùng cởi mở. Đây là cơ hội dành cho U23 Malaysia. Hậu vệ của U23 Việt Nam đã chơi tốt. Pha tránh chấp hợp lý của Thanh Bình. Vin Samsudin là người cực kỳ nguy hiểm trên hàng tấn công của U23 Malaysia. Nhanh nhẹn và hết sức tinh quái. U23 Malaysia là đội bóng đã lội ngược dòng, có được 3 điểm trước U23 Thái Lan ở trận đấu đầu tiên. Họ để cho đối phương dẫn trước, nhưng sau đó thì đã tận dụng được lợi thế thi đấu hơn người và có được bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng. Công bằng mà nói thì khi đã bước vào vòng bán kết thì cơ hội là chia đều cho tất cả các đội bóng tham dự ở giải đấu năm nay. Trận đấu bán kết đầu tiên đã diễn ra vô cùng cởi mở, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên, Indonesia sẵn sàng chơi ngang ngửa với U23 Thái Lan. Và đó cũng là một trận đấu đã tiêu tốn rất nhiều thể lực của U23 Thái Lan, đội bóng đã lọt vào trận chung kết. Trong những phút cuối của hiệp phụ thì trọng tài đã phải làm việc vô cùng vất vả, và đã có tới 4 chiếc thẻ đỏ được sử dụng bởi những cái đầu nóng, đặc biệt là từ các cầu thủ U23 Indonesia. Tiến Long, tuyến tiền vệ vẫn là những cái quen thuộc như là Lý Công Hoàng Anh, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Hoàng Anh ở trận đấu đầu tiên gặp U23 Indonesia đã chơi rất hay, đặc biệt là trong hiệp 2. Điều mà người ta muốn thấy từ bộ ba này đó là tính gắn kết, tính nhịp điệu, cái đồng điệu hơn. Từ ba cầu thủ đều đang nắm giữ những vai trò nhất định khác nhau trong đó các câu lạc bộ V-League. Cũng gần giống như những gì mà cầu thủ U23 Malaysia đã trải qua trong các trận đấu quan trọng tại vòng bảng, họ nhập cuộc một cách không hề e ngại. Họ sẵn sàng chơi có phần áp sát ở phần sân của U23 Việt Nam khi không có bóng. Và cũng đã có những tình huống tiếp cận khu 16-50 của đội chủ nhà áo đỏ. Tất nhiên chưa có những cơ hội cụ thể, nhưng đây là cách mà các cầu thủ U23 Malaysia tỏ ra sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh song phẳng với đội chủ nhà. Ở chiều ngược lại thì U23 Việt Nam đang có phần tương đối chậm rãi. Chúng ta chưa thực sự nắm được nhịp của trận đấu này, nhưng thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Và sự bình thản là điều mà chúng ta cũng có thể hiểu được rằng U23 Việt Nam cần phải duy trì. Đây là Hoàng Đức. Việt Anh. Lý Công Hoàng Anh. Phút thứ 10 của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Tỷ số đang là 0-0. Tình huống cố định được dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và người ta thì sẽ rất nhớ tới những bàn thắng được thực hiện trong trận chung kết của SEA Games 2019.
Đây sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Lê Văn Xuân. Ở giải đấu năm nay, Lê Văn Xuân thực hiện những cú đá như vậy, cú đá thừa lực và khiến trong đội hết sức khó khăn. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trọn vẹn những diễn biến của SEA Games 31 ở các môn thể thao thông qua các buổi tường thuật của chúng tôi trên các hệ thống kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup cũng như app On Sport TV. Cùng với đó là các chương trình đồng hành muôn màu SEA Games, nhật ký SEA Games. Cùng đó là các chương trình bình luận SEA Games 31 ở các trận đấu của bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nam. Ngày hôm nay thì đội tuyển futsal nữ của Việt Nam đã không thể có được dù chỉ là một kết quả hòa trước đội tuyển futsal nữ của Thái Lan và nhìn đối thủ lên ngôi. Bây giờ là trận đấu bán kết mà U23 Việt Nam môn bóng đá nam sẽ tìm cho mình chiếc vé tiến vào trận đấu cuối cùng. Đội tuyển bóng đá nữ đã lọt vào trận chung kết với đối thủ Thái Lan, và vào ngày mai thì đội tuyển futsal nam cũng bước vào trận đấu cuối cùng với đội tuyển futsal nam Thái Lan. Nếu như ngày hôm nay U23 Việt Nam vượt qua được U23 Malaysia, sẽ có tới 4 cuộc đối đầu giữa Việt Nam, Thái Lan ở môn bóng đá từ futsal cho tới bóng đá nam và bóng đá nữ. Văn Xuân. Những nhịp xử lý của Lê Văn Xuân kể từ đầu trận là chưa thực sự hợp lý. Nhưng cho Hoàng Đức và các đồng đội đang dần có được khả năng kiểm soát từ khu vực giữa sân. Chúng ta cần phải xây dựng bàn đạp trước khi hướng chạy bóng đi phía trước. Để lấy được trái bóng trong chân của Đức quả thực là rất khó. Hoàng Đức đang là người đá thấp nhất trong số các tiền vệ trên sân lúc này của đội chủ nhà. Đường chuyền của Hoàng Đức. Ít nhất là U23 Việt Nam không cho Malaysia chơi với cách chơi quen thuộc của họ trong các trận đấu ở vòng bảng. Khả năng kiểm soát của các tiền vệ U23 Việt Nam là tốt hơn so với những đối thủ mà U23 Malaysia đã trải qua trong các trận đấu trước đó. Cũng một phần là đội bóng của huấn luyện viên có những sự chuẩn bị cho riêng mình, họ chơi với đội hình không quá cao nhưng sẽ chờ đợi cơ hội từ những điếu phản công phía trên. Thì họ có những cầu thủ như là Mas Asri hay là Bin Samsudin là những người vô cùng nhanh nhẹn. Khi có bóng trong chân và triển khai tấn công thì cầu thủ Malaysia cũng thường đem đến những sự lợi hại. Tôi cảm nhận được rất rõ về sức mạnh, về tốc độ của họ và khả năng kết nối của họ ở nhiều phương án tấn công khác nhau. Nhưng tôi cũng nhìn ra được rất nhiều những tình huống phòng ngự của họ không thực sự hiệu quả trong những pha bóng, nhất là những pha bóng cố định. Vừa rồi là pha băng lên của Tiến Linh. Nhìn chung đây là một trận đấu mà hoàn toàn có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc đọ sức có sự tấn công qua lại của cả hai bên. Nhưng không phải chỉ là vấn đề tình cảm của những người Việt Nam đang theo dõi những bước chạy của các cầu thủ U23 Việt Nam, mà tôi vẫn tin tưởng rằng đây là trận đấu mà sự dẫn dắt của những cầu thủ có kinh nghiệm, có chất lượng như Hoàng Đức hay Hùng Dũng, U23 Việt Nam vẫn là đội bóng nhỉnh hơn. Và chúng ta sẽ tận dụng được những cơ hội ở trận đấu này để có được điều mình cần là lọt vào trận chung kết. Lý Công Hoàng Anh. Hùng Dũng. Không được. Pha trả bóng vào hơi sâu của đội trưởng Hùng Dũng. Nhịp chơi đang trở nên ngày một gắn kết hơn với các cầu thủ áo đỏ. Hùng Dũng đã bắt đầu đến gần hơn với vị trí mà anh vẫn thường xuất hiện. Và đây là lần câu đáp trả của cầu thủ Malaysia, một tình huống leo biên khác. Nhưng lần này thì đã có một pha phòng ngự chính xác của Levando. Mặc dù vậy thì bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ Malaysia.
bầu không khí bóng đá ở cả Thiên Trường ở trận bán kết 1 và tại sân Việt Trì vào lúc này cho thấy là SEA Games 31 ở môn bóng đá nam nói riêng và tất cả các cụm thể thao khác đang có một hình ảnh tuyệt vời đến từ đội ngũ cổ động viên. Người chào bóng sau biên là Nhâm Mạnh Dũng. Quang Đức. Đường chuyền Tuấn Tiến Linh. Lỗi việt vị. Nhưng đó là giải pháp mà U23 Thái Lan đã từng thành công khi đá với U23 Malaysia. Những đường chuyền ở cự ly 25-30m ra phía sau lưng hàng phòng ngự. Một chút nhịp điệu thôi, Quy Long ạ. Tôi nghĩ là như vậy bởi vì những khoảng trống đã bắt đầu xuất hiện và các tiền vệ của chúng ta, trong đó có Hoàng Đức, đã bắt đầu giữ được bóng ở những vị trí thích hợp, qua đó có thể tung ra những đường chuyền mang tính quyết định. Bây giờ là quả phạt góc bên phía cánh trái cho U23 Malaysia. Đội bóng của chúng ta chưa để lọt lưới một bàn thua nào ở SEA Games năm nay. Và bây giờ sẽ là một thử thách nữa khi ở trận bán kết, đó là U23 Malaysia. Đây cũng sẽ là trận đấu của môn bóng đá nam cuối cùng diễn ra trên sân vận động Việt Trì tại SEA Games lần này. Và tất nhiên là các cổ động viên tại đây đang cố gắng hết sức mình để truyền lửa cho các cầu thủ áo đỏ ở phía dưới sân. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc là đội trưởng Bin Mahadi. Cú đá ngay. Văn Toản đã có thể làm chủ được tình hình. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Bin Nickman. Bóng đi nhẹ nhưng ở một vị trí có phần bị khuất tầm nhìn, Văn Toản đã gặp một chút ít khó khăn. Có lẽ cũng cần phải rút kinh nghiệm bởi khi bóng bật ra từ tình huống phá bóng của hậu vệ U23 Việt Nam thì đã không có một tiền vệ nào áo đỏ án ngữ ở đó cả. Như vậy là chỉ còn thủ môn Quan Văn Chuẩn là vẫn chưa thi đấu tại SEA Games lần này. Trong trận đấu gặp U23 Timor Leste, hầu hết tất cả những cái tên trong bảng danh sách đăng ký huấn viên Park Hang-seo đều đã được trao cơ hội. Những cầu thủ đã có những bước chạy những phút thi đấu đầu tiên tại SEA Games năm nay. Tiếp tục là một đợt lên bóng ở hành lang cánh. Tấn công ngay trung lộ là một trong những bài quen thuộc của các đội bóng dưới sự dắt của Park Hang-seo. Văn Xuân. Vẫn là Lê Văn Xuân. Khá thoáng. Đây là cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Chết cháy. Hậu vệ của U23 Malaysia vừa rồi đã chơi lăn xả. Pha xâm nhập vừa rồi là của Lê Văn Đô. Văn Đô và Văn Xuân đang chơi ở các vị trí mà họ đã từng chơi trong những phút đầu tiên tại SEA Games lần này khi đối mặt với Indonesia. Và hiệp 1 của trận đấu đó là quãng thời gian mà chúng ta không có được sự thành công. Nhưng này khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đổi vị trí của hai cầu thủ chạy cánh, chúng ta ngay lập tức đã có được kết quả như muốn. Tiến Long. Hoàng Đức. Lê Văn Xuân. Trưởng của U23 Malaysia Bin Mahdi là người đã chơi rất hay ở vòng bảng. Cầu thủ có khả năng cầm nhịp và điều tiết nhịp độ giúp cho đồng đội dễ thở hơn ở hàng tấn công cũng như là có những tiếng đánh chặn giúp cho hàng phòng ngự ở phía sau không phải đối mặt với nhiều áp lực. 20 phút của trận đấu bán kết 2 môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã trôi qua và vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
trong lịch sử của Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á thì bóng đá Nam Malaysia đã có 6 lần đăng quang. Họ cũng đã có 6 lần lọt vào trận chung kết của những năm khác tại SEA Games nhưng đã phải nhận sự thất bại. Những chiến thắng gần đây nhất của bóng đá Malaysia tại đấu trường SEA Games là vào các năm 2009 và 2011. Lần gần đây nhất bóng đá Nam Malaysia lọt vào trận chung kết của SEA Games là vào năm 2017 khi họ là những người chủ nhà. Tuy nhiên trong trận chung kết năm 2017, trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả ở sân Bukit Jalil, Malaysia vẫn đã để thua trước Thái Lan của Zico Kiatisak với tỷ số 0-1. Lê Văn Xuân đổi cánh cho Lê Văn Đô, quả tát bóng đi hơi thấp, tiếp tục là cầu thủ áo đỏ Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Đô sẽ là quả tát, bóng không đến được vị trí của Tiến Linh. Đối phương đang chơi phòng ngự co cụm Thanh Tùng ạ, và khu vực trung lộ đang bị bịt kín, bắt buộc phải đưa bóng ra hai biên. Liên tiếp là những quả tạt. Hoàng Đức, chắc chắn là chúng ta sẽ phải tạt bóng nhiều, nhưng ngoài việc nâng cao chất lượng của những quả tạt, những pha di chuyển không bóng ở phía trong thì chúng ta cũng phải sẵn sàng với những tình huống hai, những tình huống mà chúng ta có thể xông thẳng vào trung lộ khi mà đối phương đang phải phân tán sự tập trung cho hai biên. Ở tình huống trước đó khi Văn Xuân có tình huống đảo cánh cho Lê Văn Đô thì đó là điều hoàn toàn hợp lý, thu hút được khá nhiều cầu thủ áo vàng về bên phía hành lang cánh trái và đã mở ra khoảng không gian đủ để Lê Văn Đô tận dụng được khoảng thời gian và không gian mà anh có được để thực hiện quả tạt một cách tương đối thoải mái. Mọi người nhớ rằng trong đội chúng ta thì hai tiền đạo, đặc biệt là Tiến Linh, đều là những người có khả năng chơi đầu tốt. Tỷ lệ kiểm soát bóng đang nghiêng hẳn về U23 Việt Nam và toàn bộ đội hình của U23 Malaysia thì lùi về bên phía phần sân nhà của họ. Thực sự là sau 20 phút đầu của trận đấu thì chúng ta có thể thấy được sự khác biệt ở khả năng kiểm soát tuyến giữa với sự dẫn dắt của những cầu thủ như Hoàng Đức hay Hùng Dũng, thì quả thật là các tiền vệ của U23 Malaysia buộc phải chơi với một cự ly đội hình gần nhau hơn và vị trí đứng của họ cũng sẽ phải là thấp hơn. Họ sẽ không còn mạo hiểm chơi pressing bên phần sân của đội chủ nhà nữa. Đúng là Malaysia đã nghiên cứu kỹ Việt Nam. Họ sẽ khó có thể để cho U23 Việt Nam tận dụng được những tình huống chuyển trạng thái, đẩy bóng lên phía trên ở tốc độ cao. Nếu chơi pressing, Malaysia sẽ để lộ nhiều khoảng trống ở phía sau. Và họ đã không làm như vậy trong nửa đầu thời gian thi đấu của hiệp 1. Thêm một quả tạt của Lê Văn Xuân. Lần này là quả tạt cũng bằng chân phải như ở bên phía cánh trái, nơi mà Lê Văn Xuân đang chấn giữ. Hoàn toàn có thể sẽ lập lại phương án mà Kim Park Hang Seo đã sử dụng trong hiệp 2 trận đấu gặp Indonesia. Chúng ta sẽ phải đảo vị trí của Lê Văn Xuân và Lê Văn Đô. Đưa quả bóng của Hoàng Đức. Nhưng Mạnh Dũng không thật sự nhạy cảm với điểm rơi của trái bóng. Với Hoàng Đức và Hồng Dũng thì chúng ta đang có được sự khác biệt ở tuyến tiền vệ. Đường chuyển chéo sân có thể nói là rất đúng đà băng xuống, nhưng chỉ tiếc là Nhâm Mạnh Dũng lại phán đoán sai điểm rơi và đánh mất đi lợi thế. U23 Việt Nam đang không cho đối phương có thể đưa được bóng lên phía trên. 6 cầu thủ áo đỏ xuất hiện khi mà thủ môn Bin Afghani chuẩn bị thực hiện quả phát bóng của mình.
và chính xác pha xử lý của Thanh Bình. Cái cách mà hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đang triển khai trong những phút vừa qua tôi cho rằng là một sự lựa chọn đúng đắn, chính xác, đơn giản. Thế trận vững vàng của U23 Việt Nam cần phải được củng cố ngay từ những cầu thủ của phòng ngự của chúng ta. Cần phải chặt chẽ trong từng chi tiết để lấy cơ sở cho tuyến giữa cũng như là thế trận tấn công. Hoàng Đức. Rất điềm tĩnh. Vũ Tiến Long. Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Đô. Nhâm Mạnh Dũng. Tiến lên. Không có vị trong tình huống băng lên vừa rồi của số 9. Và cầu thủ của BKM Bình Dương đã tương đối bình tĩnh trong cú thả bóng về phía khung thành, dường như đã bỏ trống, loại bỏ được thủ môn đối phương nhưng cũng đồng thời không đưa được trái bóng trúng khung thành. Một cơ hội có thể coi là đáng kể đầu tiên trong trận đấu này dành cho đội chủ nhà. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có được tâm thế cho những pha xử lý bóng nhanh, ít chạm. Họ hiểu là bên phía Malaysia, 1/3 cuối sân của đối phương là cũng có rất đông các cầu thủ phòng ngự áo vàng. Sẽ không có chỗ cho sự rườm rà. Ở góc đá như vừa rồi, với đà băng xuống như vừa rồi thì quyết định của Tiến Linh cũng là hợp lý. Nó thiếu đi một chút chuẩn xác thôi. Cú đá mạnh chưa chắc đã trở là thành một cơ hội tốt. Nam đang kiên trì tấn công biên. Giải pháp cho pha phối hợp trước đó dẫn tới cơ hội cũng là rất đáng ghi nhận. Cần phải có được tính đa dạng như vậy để tạo ra được sự bất ngờ. Tôi thích cái cách mà các cầu thủ áo đỏ của chúng ta sẵn sàng với những tình huống hai. Cái cách mà Vũ Tiến Long đã lấn sang phần sân đối phương để ngăn chặn ngay lập tức, ý định lên bóng đáp trả khi mà U23 Malaysia chặn được đường chuyền của Hoàng Đức. Thả bóng vừa rồi là của Nhâm Mạnh Dũng. Quả thật là thủ môn đối phương đã băng ra một cách hết sức hợp lý để làm chủ khu vực của mình, khiến cho Tiến Linh không có quá nhiều lợi thế trong tình huống đối mặt. Vin Afghani là thủ môn có thể không phải là có chiều cao lý tưởng, nhưng anh là người có phản xạ cực nhanh và chính là một trong những nhân tố giúp cho U23 Malaysia chỉ để lọt lưới một bàn thua ở cuối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan. Ôn có khả năng phán đoán tốt, ra vào hợp lý và phản xạ phải nói là cũng rất tuyệt vời. Đây là một Malaysia hoàn toàn khác, cũng dễ hiểu. Họ đã cho trở lại đội xuất phát những cái tên quan trọng nhất. Như vậy là trọng tài sẽ cho U23 Malaysia được hưởng một tình huống phạt góc, có lẽ là như vậy. Pha thoát xuống vừa rồi là của Ahmad Asri. Khi mà U23 Malaysia không thể tấn công thì họ sẽ rất trông chờ vào những từ cố định. Đây là phút thứ 30 của hiệp 1. Trên sân vận động Việt Trì, trận đấu bán kết thứ 2 vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. U23 Việt Nam đã có một cơ hội rất tốt của Tiến Linh nhưng chưa thể có bàn thắng. Không có gì là nguy hiểm. Người thực hiện quả đá phạt góc là đội trưởng Bin Mahdi. Đây là ông Brad Maloney, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Malaysia,
Đội bóng đã vượt qua Thái Lan ở trận đấu đầu tiên của vòng bảng, tràn đầy cơ hội để có thể nhất bảng. Nhưng rồi những trận hòa đã khiến cho phải gặp U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Nhìn vào màn trình diễn của cả bốn đội bóng tham dự vòng đấu bán kết, họ đều có sự chuẩn bị rất kỹ. Cái tên đầu tiên trong trận chung kết đã xuất hiện, đó là U23 Thái Lan. Trong khi đó thì bây giờ U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ cạnh tranh cho chiếc vé thứ hai. Hoàng Đức, pha đi bóng sập thẳng vào trung lộ của Hoàng Đức. Nhưng đó là nơi có tới 4 cầu thủ áo vàng. Rất khó. Ở SEA Games lần gần đây nhất năm 2019 trên đất Philippines, U23 Malaysia được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nội ông Kim Xuê. Ông Kim Xuê cũng là huấn luyện viên gần đây nhất của bóng đá Malaysia thành công với đấu trường SEA Games, khi đã dẫn dắt đội tuyển U23 Malaysia giành được tấm huy chương vàng năm 2011 sau những loạt đá luân lưu ở trận chung kết gặp Indonesia. Còn vào năm 2009 thì tấm huy chương vàng của bóng đá nam Malaysia trên đất Lào thuộc về huấn luyện viên Rajakoban. Và trong trận chung kết năm đó thì bóng đá trẻ Malaysia đã vượt qua đội bóng đầy tham vọng U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Calisto. Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh, Văn Đô chuyền vào chân trái, bỏ bóng. Người bỏ bóng là Hùng Dũng, nhưng tình huống tiếp bóng sau đó thì Tiến Linh chơi không thật sự có đầy đủ cảm giác. Cầu thủ áo đỏ ngay lập tức khóa được ý định phản công của đối thủ. Không hề dễ dàng chút nào khi đối phương đang duy trì được sự tập trung. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang tìm kiếm những phương án khác nhau. Chúng ta đã thử những pha tạt bóng từ hai biên và hiểu được rằng đó không phải là một giải pháp dễ dàng. Và ở ít phút gần đây thì chúng ta đã bắt đầu xuất hiện những tình huống chơi ở đoạn ngắn, đánh vào nách trung lộ. Và đường chuyền vừa rồi là của Hoàng Đức. Những cú chặt bóng sau lưng hàng thủ đối phương của Hoàng Đức có thể là một thứ được gọi là chìa khóa, nhưng sẽ cần phải có một sự chuẩn mực ở mức độ rất cao. Còn ở tình huống quay chậm vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được Tiến Linh có phần lưỡng lự với giải pháp của mình. Đó là một động tác không hẳn là khống chế, nhưng nó cũng có vẻ như là một pha bóng làm tường cho Hùng Dũng. Và nếu như là một tình huống làm tường thì tôi cho rằng nó sẽ hợp lý hơn. U23 Malaysia rất khó để đưa được bóng lên phía trên. Đội bóng của chúng ta đang kiểm soát tốt tuyến giữa, tấn công từ nhiều hướng. Và mặc dù có rất đông các cầu thủ phòng ngự của U23 Malaysia, nhưng cũng đã xuất hiện những tình huống phối hợp tương đối đúng nhịp, kiên trì và bền bỉ. Có lẽ là cơ hội sẽ tới. Văn Đô, không phải là một thế trận cởi mở giống như ở trận đấu bán kết 1. U23 Malaysia chơi đầy toan tính, và Việt Nam với lợi thế của mình đang cố gắng thể hiện được bản lĩnh. Các trung vệ của U23 Việt Nam đều dâng rất cao và sẵn sàng cắt đứt mọi thứ ngay từ bên phía sân đối phương. Không có lỗi, hai cầu thủ của U23 Việt Nam ngã, không có một tiếng còi nào cất lên. Và U23 Malaysia thì kết thúc đợt lấy bóng vỏ bằng một đường chuyền vu vơ. Trận đấu bán kết đầu tiên đã phải bước vào hiệp phụ. Còn trong trận đấu bán kết thứ hai này thì thực tế cũng mới chỉ có một cơ hội rõ rệt thuộc về U23 Việt Nam. Đó là tình huống thoát xuống và dứt điểm của Tiến Linh.
Mahadi. Khi mà U23 Malaysia phải từ bỏ lối chơi quen thuộc mà họ đã chơi ở vòng bảng, đó là pressing ở tầm cao khiến cho đối phương phải mắc sai lầm, thì ngày hôm nay với một lối chơi hoàn toàn khác họ không thể hiện được nhiều điều. Nhưng đó cũng sẽ là sự tính toán của ông Brandon Maloney, mất bóng và ngay lập tức quay về bên phía phần sân nhà. Họ biết là U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ có chất lượng và có lợi thế sân nhà, không loại trừ khả năng với cách chơi này thì U23 Malaysia muốn đưa U23 Việt Nam phải bước vào những hiệp đấu phụ và thậm chí là xa hơn. Chất lượng tranh chấp của Thanh Bình cho đến lúc này vẫn đang ở mức độ có thể nói là xuất sắc. Tầm vóc, sự quyết đoán, thời điểm tranh chấp. Với những pha bóng như vậy thì bản thân Thanh Bình sẽ duy trì được sự tự tin cho chính mình cũng như tỏa được sự ảnh hưởng đến các đồng đội. Quả phạt góc cho U23 Malaysia. Số lượng những tình huống phạt góc của Malaysia là nhiều hơn hẳn so với U23 Việt Nam. Đúng là họ rất trông chờ vào những tuyến cố định. Tất cả các giải pháp tấn công của họ đều đã lâm vào trạng thái bế tắc. Lần này thì người thực hiện quả đá phạt góc là Bin Nikmat. Bin Nikmat cũng chính là người đã có tình huống tiếp ứng và dứt điểm ở tuyến 2. Thêm một quả đá phạt góc nữa cho U23 Malaysia. Trong tình huống phòng ngự trước đó thì Phan Toàn đã có mặt kịp thời để can thiệp bằng một cú đâm. Và phối hợp khi mà quả đá phạt góc được thực hiện ở tầm thấp, tình huống dứt điểm thuộc về Mot Khalili. Mỗi một tiếng cố định đều mang lại cảm giác thấp thỏm đối với các cổ động viên của U23 Việt Nam, bởi với Malaysia họ không có một giải pháp tấn công nào có thể tạo ra được áp lực và chỉ trông chờ vào những phòng cố định ở những phút thiếu vừa qua. Hùng Dũng khá thoáng, cần phải nhanh hơn. Bắt đồ Việt Anh cánh phải phối hợp nhỏ sút xa. U23 Việt Nam đã tìm kiếm cơ hội từ một pha bóng dứt điểm của Hoàng Đức ở cự ly chừng 25m. Cú đá không có đà của Hoàng Đức với lực đi tương đối tốt nhưng tầm đi của trái bóng thì lại không đảm bảo được yêu cầu. Đó là một giải pháp mang tính giải tỏa sự bế tắc mà Hoàng Đức tạo ra. Và có thể là trong những phút còn lại của trận đấu chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn những tình huống dứt điểm từ xa để thử thách mình để tìm kiếm những vận may. Đây là phút thứ 40 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Qua 4 trận đấu tại vòng bảng, U23 Việt Nam không hề có bất cứ một bàn thắng nào được ghi trong 45 phút thi đấu đầu tiên.
liệu khoảng 5 phút còn lại của trận bán kết thứ nhất này, trận bán kết của UEFA Việt Nam này, thì các học trò của huấn luyện viên Hang Seo có thay đổi được điều gì không? Đây là thời điểm mà thường là các đội bóng có sự xuống sức nhất định ở mỗi cuối hiệp đấu, và việc một đội bóng mạnh hơn, gia tăng sức ép, tạo được lớn hơn hoàn toàn có thể đem đến một kết quả tốt. Pha giành bóng của Bùi Hoàng Việt Anh, đi công Hoàng Anh, Việt Anh, Văn Đô, Việt Anh, không được. Đã có một tình huống hay khi mà thủ môn đối phương bắt không dính bóng sau cú đá của Tiến Linh, nhưng UEFA Việt Nam vẫn chưa có được bàn thắng. Cú đá của Tiến Linh trước đó cũng không thể coi là thực sự hoàn hảo. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng nguy hiểm vừa rồi. Ở bàn thắng của Hùng Dũng vào lưới của UEFA Myanmar thì Tiến Linh di chuyển hút người, tạo ra khoảng trống cho đội trưởng của UEFA Việt Nam. Còn ở phóng này anh đã chật ngược trở lại và đón đường truyền của Lê Văn Đô. Đúng là không phải là một pha dứt điểm hoàn hảo, cũng đủ để tạo ra được tương đối khó khăn với thủ môn Bin Afghani. Đáng tiếc trong những phút cuối của hiệp 1 với một cội bị bỏ lỡ. Đường truyền từ bên phía cánh phải vừa rồi là pha xử lý tốt nhất của Lê Văn Đô kể từ đầu trận. Và thực ra thì cú chặt mù của Tiến Linh ở phía trong chỉ có không thật sự hài lòng về lực mà thôi. Hướng đi của trái bóng như vậy cũng đã là hợp lý rồi. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 trận bán kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Và một kết quả như thế này có lẽ là sẽ làm hài lòng ban huấn luyện của đội tuyển U23 Malaysia. Họ không để thủng lưới ở trong hiệp 1 ít nhất là cho tới thời điểm này, mặc dù phải đối mặt với không ít những cơ hội nguy hiểm đến từ đội chủ nhà. Đây sẽ là trận đấu xác định cái tên thứ hai bước vào trận chung kết môn bóng đá nam. Đội bóng đầu tiên đã đặt vé tới Mỹ Đình là U23 Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của Wiatap giúp cho U23 Thái Lan vượt qua U23 Indonesia ở trận bán kết 1. Trận đấu rất nóng trong những phút bù giờ của hiệp phụ khi hàng loạt những chiếc thẻ đỏ được rút ra. Văn Đô, Tiến Linh vẫn đang là cầu thủ áo đỏ. Lỗi thuộc về Bin Samsudin. Thêm một pha can thiệp tốt của một trung vệ bên phía U23 Việt Nam. Anh Long có thể nhận thấy rằng trong các pha chống phòng, chống phản công của U23 Việt Nam thì các vị trí đứng của các trung vệ của chúng ta thực sự là hết sức chính xác, hợp lý và luôn có lợi thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Theo đà băng xuống của đối phương thì bao giờ các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam cũng có được một tư thế tốt hơn. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã hết. Có những thời điểm U23 Việt Nam chơi nửa sân thì mà toàn bộ đội hình của U23 Malaysia lùi về phía sân nhà của họ. Hoàng Đức, Văn Đô, Hoàng Đức đưa bóng về chân trái quen thuộc. Ý tưởng là không tồi với pha sửa bóng vào phía góc xa khung thành đối phương. Nhân vật kết nối được nhiều nhất và thậm chí là có bóng nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam trong những phút đá qua của trận đấu chính là Hoàng Đức. Đã hơn một lần Hoàng Đức thử vận may của mình bằng những cú đá. Đáng tiếc tất cả đều chưa phải ở mức độ có cảm giác đủ tốt.
chỉ có 1 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên, và rất nhiều khả năng hiệp thi đấu thứ nhất sẽ không có bàn thắng được ghi. Văn Đô rất khôn ngoan, Lý Công Hoàng Anh sẽ còn một quả phạt góc nữa. Chúng ta không có nhiều những cơ hội từ những tình huống cố định trong hiệp thi đấu thứ nhất, và trong những trận đấu có tính gay cấn thế này thì các tình huống cố định luôn có một chỗ đứng rất quan trọng, và hy vọng rằng đây là điều mà chúng ta sẽ có được sự rút kinh nghiệm và cải thiện. Lý Công Hoàng Anh không được. Hiệp 1 của trận bán kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã khép lại mà không có bàn thắng được ghi. Khoảng 20 phút đầu của trận đấu là quãng thời gian mà U23 Malaysia muốn chơi đôi công, nhưng cuối cùng thì họ cũng trở lại với cách đá phòng thủ dày đặc để đối mặt với đội chủ nhà U23 Việt Nam. Và Hoàng Đức cũng như các đồng đội dù đã rất cố gắng nhưng chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số. Ta sẽ trở lại sân vận động Việt Trì để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, trận đấu bán kết thứ hai của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Cú đệm 1 mà U23 Việt Nam đã kiểm soát tốt, tất cả những gì mà chúng ta đã đề ra đều thực hiện tương đối hoàn hảo, chỉ trừ những cú đá cuối cùng. Chúng ta đã có 3 cơ hội, đặc biệt là những cơ hội của Tiến Linh. Những giải pháp tấn công đều đã được thử nghiệm trong một hiệp đấu mà U23 Malaysia, đối thủ của U23 Việt Nam, chơi với một đội hình được bố trí thấp và đảm bảo được tính an toàn cho khung thành của thủ môn Binam Kani. Ở trong hiệp 2 thì U23 Việt Nam sẽ chiếm giữ thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Và gần như chắc chắn là huấn luyện viên Bang Sơ sẽ đổi vị trí của Lê Văn Xuân cũng như Lê Văn Đô, giống như cách mà chúng ta đã thay đổi ở hiệp thi đấu thứ hai trận đấu gặp Indonesia, trận đấu mở đầu cho chiến dịch này. Cả Văn Đô và Văn Xuân trong hiệp một của trận đấu vẫn duy trì được sự có mặt ở bên phía cánh của mình, nhưng hiệu quả trong lối chơi tấn công biên của cả hai chưa phải ở mức độ cao nhất. Văn Đô gần như chỉ có một đường truyền chuẩn mực giúp cho Thế Linh ở bên trong, nhưng bàn thắng lại không tới, cho dù đó là pha bóng đá trúng đích của Thiên Linh. Ở hiệp 2 của trận đấu thì U23 Việt Nam ở phần sân phía tay trái và nhà các bạn, Văn Đô đã sang bên phía cánh phải. Đường truyền vừa rồi là của Bùi Hoàng Việt Anh. Cả hai trung vệ của chúng ta là Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình đều đã chơi với một phong cách có thể nói là rất đĩnh đạc trong hiệp 1, ngăn chặn một cách hết sức hiệu quả và gần như ngay lập tức những ý động phản công của đối thủ. Cả Vũ Tiến Long cũng vậy. Đây là đường mở bóng dài của Thanh Bình, đó không phải là một đường truyền chuẩn xác. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng chờ đợi cách mà huấn luyện viên Phan So thay đổi điều chỉnh một vài vị trí. Sự thay đổi này đã giúp chúng ta có được diễn biến tốt ở trận đấu gặp Indonesia và sau đó là Myanmar. Hoàng Đức, Thanh Bình, Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh,
Tiếp tục là Bùi Hoàng Việt Anh đứng trên vòng. Sẽ có quả phạt góc. Không, chỉ là quả ném biên. Nhâm Mạnh Dũng khá táo bạo, nhưng người trả bóng cuối cùng cũng chính là Nhâm Mạnh Dũng. Trong trận đấu đầu tiên tại SEA Games này thì Nhâm Mạnh Dũng chỉ vào sân sau giờ nghỉ và gần như lập tức cùng với cách đổi hai cầu thủ trên cánh, Nhâm Mạnh Dũng đã nhập cuộc tốt và thích nghi với cách chơi có sự góp mặt từ ngoài biên của Lê Văn Đô để góp phần đem đến bàn thắng và tỷ số. Kể từ trận đấu đó thì Nhâm Mạnh Dũng luôn thường được lựa chọn cho đội tối ưu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, theo cảm nhận của cá nhân tôi thì Nhâm Mạnh Dũng có lẽ vẫn sẽ còn phải tích lũy nhiều hơn nữa, vì kinh nghiệm thi đấu vẫn là một sự khiếm khuyết mà chắc chắn là những cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng cần phải có sự bổ sung. Trận đấu bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam đã kết thúc với thắng lợi thuộc về U23 Thái Lan. Cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất ở trận bán kết 1 là Viathep. Và cuối trận thì trọng tài đã phải sử dụng tới 4 chiếc thẻ đỏ. Cho tới thời điểm này thì trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay, ông Feras Dawit, chưa phải sử dụng một chiếc thẻ phạt nào. U23 Malaysia là đội bóng xếp ở vị trí thứ 2 của bảng B. Vì vậy mà họ đã phải di chuyển đến Việt Trì để tham dự trận đấu bán kết này cùng với đội tuyển U23 Việt Nam. Đây đã là trận đấu thứ 5 của U23 Việt Nam trên sân đấu này. Các trận đấu tranh hạng 3 và chung kết của môn bóng đá nam sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cho đến lúc này của trận bán kết, U23 Malaysia không có nhiều những pha lên bóng ấn tượng. Tuy nhiên bên phần sân nhà thì họ lại bộc lộ được một sự khác biệt so với hầu hết các trận đấu tại vòng bảng. Đó là một chất lượng phòng ngự có tính tổ chức cao. Đúng là khi đối đầu với đội chủ nhà U23 Việt Nam thì đối thủ nào cũng sẵn sàng chơi với một cách đá theo kiểu tử thủ như vậy. Đã có những phút mà Hoàng Đức được đẩy lên đá cao hơn trong những phút cuối của hiệp 1. Đó là giải pháp đã được thực hiện ở trận đấu gặp U23 Myanmar. Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, Hoàng Đức. Cho tới thời điểm này thì Hùng Dũng là người đã có 2 bàn cho U23 Việt Nam. Ở vào một thế trận như thế này, người ta càng chờ hơn bao giờ hết khả năng của những cầu thủ trên 23 tuổi, những cái tên đã khẳng định được đẳng cấp và chất lượng của mình ở SEA Games 2019. Hoàng Đức đã có một bàn thắng từ một tiếng sút xa vào lưới của U23 Indonesia. Đồng bảng, Hùng Dũng cũng đã có những bàn thắng trong trận chung kết. Đúng là U23 Malaysia đang cố gắng làm chậm mọi thứ. Có vẻ như là ông Brad Maloney muốn đưa trận đấu này vào hiệp phụ. Bởi nhìn vào những tình huống tấn công của họ kể từ đầu trận thì cũng không có nhiều điều để nói, nhưng họ hết sức chặt chẽ trong khâu phòng ngự. Sự can thiệp chính xác của Thanh Bình. Hoàng Đức
Tiến Linh. Tính tổ chức của cầu thủ Malaysia trong phòng ngự có thể nói là đã được cải thiện rất nhiều. Nó thể hiện qua thông số của những tình huống phạm lỗi mà họ đã có cho đến thời trận đấu. Và ngay cả tình huống phạm lỗi vừa rồi chúng ta có thể thấy là nó ngay ở sát đường giữa sân, rất xa với những khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để không bị đẩy vào những tình cảnh khó khăn hơn. Bởi vì những tình huống phạt gần khu 16-50 của họ là những tình huống đã từng đem đến sự hiểm nguy cho khung thành của đội bóng Malaysia ở các trận đấu đã qua. Trong các tình huống chống các pha bóng cố định đó thì hàng phòng ngự của Malaysia chơi không quá hay. Thế nên họ hạn chế việc phạm lỗi ở những khu vực nhạy cảm. Và cho đến lúc này thì tính kỷ luật chiến thuật của họ đã được thể hiện cách hết sức rõ ràng và hết sức chính xác. Mahadi. Không có lỗi. Đây là Nguyễn Tiến Long, người đang bị đau, đó là Bin Samsudin. Số 10 của U23 Malaysia là trong những cầu thủ vô cùng nhanh nhẹn và kỹ thuật, nhưng cũng rất nhạy cảm với chấn thương. Đã có rất nhiều lần nằm sân ở chiến dịch vòng bảng. Thêm một quả đá phạt góc nữa mà Malaysia được hưởng ở trận đấu này. Trong hiệp 1 thì số lượng những quả đá phạt góc của U23 Malaysia là nhiều hơn so với đội chủ nhà. Áo vàng hết sức trông chờ vào những pha bóng như thế này. Cầu thủ sẽ đá phạt góc là Bin Nikmat. Bóng vừa chạm đầu của Thanh Bình. Không kịp. Thì bóng băng lên nhưng không thể vượt qua được. Ở về Malaysia vừa rồi là một dâm Nhâm Anh Dũng. Malaysia hiểu rằng nếu để cho U23 Việt Nam đẩy cao tốc độ trận đấu thì họ sẽ khó có thể tạo ra được một hệ thống đủ đảm bảo cho tính an toàn của môn Bin Akadi. Việt Anh. Văn Xuân. Văn Xuân và Văn Đô đảo cánh cho nhau. Hiệp 1 thì U23 Việt Nam tấn công nhiều hơn ở cánh phải của Lê Văn Đô. Vẫn là một thế trận phòng ngự với cả 11 cầu thủ bên phía phần sân nhà của Malaysia. Những giải pháp rất an toàn từ hàng thủ của U23 Malaysia. Bình. Hoàng Việt Anh. Văn Xuân. Người vừa bỏ bóng là Nhâm Mạnh Dũng. Một lần nữa chúng ta lại thấy Thanh Bình lựa chọn tốt tư thế của mình ra sao và can thiệp một cách có thể nói là không thể chê vào đâu được. Chúng ta vẫn kiểm soát tốt bên phần sân nhà. Vấn đề là chúng ta thiếu đi sự đột biến ở phía trên. Hoàng Đức. Hùng Dũng. Lê Văn Đô. Thực tế là những quả tạt từ hai biên chưa đem lại hiệu quả kể từ đầu trận. Bàn thắng của trận đấu gặp U23 Myanmar đến từ một pha sút bóng đánh vào đách trung lộ. Một thế trận cũng gần tương tự như thế này. Các cầu thủ U23 Malaysia hết sức chậm rãi trong việc đưa bóng vào cuộc.
Tiến Long. Lần này Tiến Long được lựa chọn thay thế cho Phan Tuấn Tài ở điểm xuất phát. Trên khán đài thì các cổ động viên của U23 Việt Nam đang có những sự cổ vũ nhằm tiếp thêm lửa cho đội bóng U23 do Hoàng Anh. Pha xoay sở tốt của Lý Công Hoàng Anh ở trung giữa. Hùng Dũng tiếp tục là Hùng Dũng cũng là rất kinh nghiệm. Lê Văn Xuân Nguyễn Mạnh Dũng chân trái vẫn còn Tiến Linh không được. Tiến Long vừa rồi đã làm khó đồng đội với sự vội vàng của mình, thiếu thì một chút chính xác. Lý Công Hoàng Anh bắt đồ quá sâu, cảm giác chuyền bóng của cả hai cầu thủ chạy biên cho đến lúc này chưa phải ở mức độ lý tưởng. Về mặt thế trận chúng ta đã làm đủ tốt, nhưng ở những cú chạm bóng mang tính quyết định thì chúng ta không có đầy đủ cảm giác. Gần 15 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Hàng phòng ngự của U23 Malaysia vẫn đứng vững. Họ duy trì được cự ly tốt, bọc lót cho nhau tốt. U23 Việt Nam đưa bóng ra hai biên và kết thúc bằng những quả tạt thiếu chính xác trong phút thiếu vừa qua. Là pha cắt bóng của Thanh Bình. Hùng Dũng bóng hơi mạnh một chút so với đà di chuyển của Tiến Linh. Đây là phút thứ 60 và tỷ số vẫn đang là không đều. Quyền kiểm soát bóng vẫn nằm trong tầm khống chế của các cầu thủ U23 Việt Nam nhiều hơn, nhưng cơ hội không vì thế mà đến liên tục. U23 Malaysia vẫn duy trì được sự tập trung với nhiệm vụ phòng ngự của mình. Chưa có một trận đấu nào kể từ đầu giải đấu năm nay thì các cầu thủ tấn công Malaysia lại yếu ớt đến như vậy. Gần như không có một cơ hội nào dành cho họ cả. Nhưng ở khu vực phòng ngự cũng là không thể chê họ. Thanh Bình. Việc các thủ tấn công của U23 Malaysia không tạo ra một áp lực nào cả. Và U23 Việt Nam thì cũng đang bế tắc trên hàng công của mình. Có lẽ là sau khi đảo cánh của Văn Xuân và Văn Đô, bây giờ cũng đã đến lúc cần phải nghĩ tới việc là đẩy Hoàng Đức lên đá ở một vị trí cao hơn. Cầu thủ U23 Malaysia gần như không thể chơi quá 5 chạm. Vin Amas Asri sẽ rời sân. Vào sân là Abdul Razak. Đây là một sự thay đổi người quen thuộc của huấn viên Brad Maloney. Số 9 thường xuyên được đưa vào sân ở hiệp đấu thứ hai. Hoàng Đức. Hoàng Việt Anh. Những pha cầm bóng và đột phá trước đông cầu thủ phòng thủ đối phương không phải là một giải pháp hay.
với những cầu thủ có tốc độ, có sự đột phá và phát huy được hiệu quả nếu như có khoảng trống. Xuân không phải là cầu thủ có khả năng chơi lắt léo ở phạm vi hẹp. Hùng Dũng, Hoàng Anh vẫn là một thế trận nửa sân được triển khai. Văn Xuân chậm mất rồi. Đường căng ngang trong tiếng vừa rồi có lẽ là hợp lý hơn so với một tiếng đảo ngược sang cánh đối diện cho Lê Văn Đô. Khối đội hình của U23 Malaysia trong phòng ngự đảo rất nhanh, bốn cầu thủ ngay lập tức có mặt ở khu vực mà Lê Văn Đô dự định thực hiện động tác giả và sau đó dứt điểm. Malaysia đang sử dụng một lối chơi được coi là biết mình biết người. Họ chấp nhận ở vị thế là cửa dưới so với U23 Việt Nam, chấp nhận chơi phòng ngự, làm chậm mọi thứ và cố gắng để kiểm tỏa các chiếc sao đỏ. Cả Văn Đô và Văn Xuân vừa rồi đều đã thể hiện những pha bóng không hợp lý một chút nào. Cầm trái bóng sộc thẳng vào khu vực có tới 2-3 bóng áo vàng. Trong thế trận hiện tại, thực sự là bên phần sân nhà của U23 Việt Nam chúng ta đang dư người. Có lẽ là U23 Việt Nam sẽ cần phải có những tình huống dâng cao, lệch một bên cạnh trong những thời điểm cụ thể của các trung vệ để gia tăng lực lượng tấn công, gia tăng lực lượng hỗ trợ. Hay cách khác, đó là việc mà các trung vệ như Thanh Bình hay Hoàng Việt Anh phải cố gắng thực hiện chuyển vượt biên, đường chuyển dài có độ chuẩn cao hơn. Nhấp mạnh xuống, quá dày đặc. Đó là những gì mà chúng ta đang đối mặt phía khung thành của U23 Malaysia. Dứt điểm, đá một chân phải của Nhấp mạnh Dũng. Hoàng Đức, Lê Văn Đô, phối hợp 4-2 và đi xuống dưới nách trung lộ, đó mới là giải pháp chứ không phải là những quả tạt đơn thuần. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thay Nhâm Mạnh Dũng. Vào sân sẽ là Văn Tùng, người đã chơi hay ở trận đấu gặp Timor Leste. Đó là sự thay đổi người đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu ngày hôm nay. Sự thay đổi ở hàng tấn công. Văn Tùng là người đã mở tỷ số trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Đó cũng là trận đấu mà Văn Tùng có số lần dứt điểm nhiều nhất trong số các cầu thủ đã ra sân, trong đó có những pha bóng rất đáng chú ý với sự tự tin khi giữ bóng trong khung cấm địa, bao vây bởi các hậu vệ đối phương và nỗ lực xoay người dứt điểm. Những động tác có thể nói là rất lý tưởng của một trung phong cắm và hy vọng rằng điều đó vẫn sẽ được duy trì trong trận đấu này, dù đây là trận đấu mà hàng phòng ngự của Malaysia có thể sẽ là khác khá nhiều so với những gì mà Văn Tùng đã đối mặt ở trận đấu trước. Không có biên vị, tiến lên, bứt phá. Không có lỗi của hậu vệ đối phương, Tiến Linh không đủ tốc độ để có thể loại bỏ được hậu vệ cuối cùng. Nhưng đó là một pha bóng mà sau khi được tung vào sân thì Văn Tùng đã tranh chấp tích cực và mở ra một cơ hội cho người đồng đội. Nhiều những điều phản góc được dành cho U23 Malaysia ở trong trận đấu ngày hôm nay. Vừa rồi là tình huống phòng ngự của Tiến Long. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cần phải hết sức tập trung. Bởi
Bởi nếu xét từ đầu trận thì những quả đá phạt góc đang là những cơ hội duy nhất dành cho đội tuyển U23 Malaysia. Chắc là những gì mà ban luyện của U23 Việt Nam đang yêu cầu với các cầu thủ của mình, phải tập trung để chống đỡ những tiếng cố định của U23 Malaysia. Có rất nhiều khán giả đang phải đứng trên sân Đồng Việt Trì để theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Nhu cầu để vào sân theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này là rất lớn. Afghani luôn bình tĩnh, đó không phải lần đầu tiên ở trận đấu này. Thủ môn của U23 Malaysia hoàn toàn bình tĩnh xử lý trước khả năng gây áp lực của các trung phong U23 Việt Nam. Văn Xuân. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Trận bán kết 1 đã phải bước vào hiệp phụ mới tìm ra được bàn thắng đầu tiên và cũng là bàn thắng quyết định thuộc về U23 Thái Lan. Đường chuyền ra phía sau lưng vòng của đối phương hướng tới vị trí của Tiến Linh. Việt Anh. Lê Văn Xuân. Vẫn là một thế trận nửa sân. U23 Việt Nam tìm kiếm những giải pháp tấn công. Còn U23 Malaysia, toàn bộ đỉnh của họ bên phía phần sân nhà. Hùng Dũng. Khá hay. Đây là Hùng Dũng. Tráng Lượng. Không có ai ở đó cả. Ở vào một vị trí rất quen thuộc. Trên sân thì một cầu thủ của U23 Malaysia đang bị đau. Của trận bán kết thứ hai môn bóng đá tại SEA Games 31, U23 Việt Nam giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều nhưng vẫn chưa thể trong được khung lưới U23 Malaysia. Ở chặng đường đã qua của SEA Games lần này, U23 Việt Nam không ghi bàn trong trận đấu gặp Philippines và phải mất hơn 75 phút mới có được bàn thắng vào lưới của U23 Myanmar. Các khán giả hâm mộ của U23 Việt Nam hết sức chờ đợi trận đấu này. Họ đến với sân vận động Việt Trì từ mọi miền của Tổ quốc. Họ đã diễu hành vài tiếng đồng hồ trước khi diễn ra trận đấu ngày hôm nay. Ở đây là các cổ động viên của Malaysia. Rõ ràng là lợi thế hơn nhiều về mặt số lượng. Nhưng trên sân Việt Trì bảng tỷ số đang là 0-0. Mọi thứ đang cân bằng. Ngay lập tức thì hậu vệ của U23 Malaysia Adam Afka đã quay trở lại sân. Đúng là cầu thủ U23 Malaysia đang làm tất cả để làm chậm mọi thứ, chỉ là kéo dài thời gian. Thời gian càng trôi đi với một đội bóng tấn công từ đầu và là đội bóng kiểm soát thế trận thì đó lại là một điểm bất lợi dành cho họ. Nếu như để trận đấu phải bước vào hiệp phụ, thậm chí là loạt sút phạt luân lưu, với Malaysia có lẽ là đội bóng sẽ phần nào đó thoải mái hơn với mọi thứ diễn ra đúng với tính toán của họ. Hoàng Đức. Hoàng Việt Anh.
Văn Xuân. Các hướng phát triển với những tình huống dẫn bóng của Văn Xuân cho đến lúc này đều không hợp lý. Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân đã bị bất trụ. Trong những phút cuối của trận đấu gặp Timor Leste thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm nhiều cầu thủ đá ở vị trí của Văn Xuân đang đảm nhận vào lúc này. Đó là những sự thử nghiệm dành cho các cầu thủ không thường chơi lệch với phía ngang cánh phải. Thay người rồi. Có lẽ là Văn Xuân đã gặp một chấn thương nặng hơn so với dự kiến. Và Hùng Dũng có lẽ là người hiểu rõ nhất khi chứng kiến chấn thương của những người đồng đội. Bản thân anh đã phải trải qua một chấn thương nặng sau pha va chạm ở trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League. Thật sự đáng tiếc sau nỗ lực vừa rồi, và Lê Văn Xuân có lẽ là sẽ phải rời sân chiến cáng. Cũng không loại trừ đó là một chấn thương dây chằng. Đó là một pha tranh chấp mà Lê Văn Xuân thất thế, và cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang tỏ ra hết sức đau đớn. Hy vọng rằng Văn Xuân không gặp phải một chấn thương quá nặng. Như vậy là Phan Tuấn Tài sẽ được đưa vào sân, và có lẽ là Văn Đô sẽ quay trở lại cánh phải. Vâng, có lẽ là như vậy. Có lẽ là Văn Xuân cảm nhận được chấn thương của mình. Sự tiếc nuối khi mà đây đã là trận bán kết của SEA Games trên sân nhà. Và nếu thành công thì chúng ta sẽ có trận chung kết trên sân vận động Mỹ Đình. Thật sự đáng tiếc. Đây là phút thứ 75. Ông Park Hang-seo buộc phải có sự thay đổi người thứ hai một cách bất đắc dĩ. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng đã dẫn tới chấn thương của Văn Xuân. Thất thế trong pha tranh chấp tay đôi mà phải đón nhận có lẽ là cả trọng lượng cơ thể khi tiếp đất. Thời gian của trận đấu cứ chậm chậm trôi đi và tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Việt Trì. Malaysia chỉ trông chờ vào những quả đá phạt góc mà thôi. Và trong hiệp 2 thì họ đã có một trung phong có chiều cao tốt là Abdul Razak ở phía trong. Quả đá phạt góc thứ 7 của Malaysia. Vẫn là Bin Mahdi. Khá nguy hiểm. Sẽ là quả đá phạt góc thứ 8 dành cho đội bóng áo vàng. Nhiều gấp 4 lần so với đội tuyển U23 Việt Nam. Huy Hoàng Việt Anh đã cùng nhảy lên để đảm bảo rằng không gian được kiểm soát. Cầu thủ U23 Việt Nam cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một pha bóng chuyển trạng thái. Đó có thể sẽ mở ra một cơ hội tốt, nhưng trước hết là phải phòng ngự tốt đã. Thêm một tình huống phòng ngự chính xác của Huy Hoàng Việt Anh. Cơ hội phản công. Hùng Dũng giữ bóng khôn khéo, nhưng đội bạn đã có được một khả năng chống đỡ hợp lý để ngăn chặn một tình huống phản công của U23 Việt Nam. Huy Hoàng Việt Anh. Bóng trong cuộc, Văn Tùng. Không chần chừ có những pha vào bóng mạnh ở khung giữa sân để ngăn chặn mọi thứ ở khoảng cách xa so với khung thành của Bin Afghani. Đó là những gì mà các cầu thủ U23 Malaysia đang làm, và họ đang làm tốt. Chúng
chúng ta giữ nhiều bóng, chúng ta tấn công nhiều, nhưng rõ ràng là số lượng cầu thủ của chúng ta áp sát khu 16-50 vẫn còn là ít. Một pha được bóng vào từ bên phía cánh trái, đó là quả tạt của Phan Tuấn Tài. Số lần được hưởng quả phạt góc hay số lần chúng ta được hưởng những tình huống cố định bên phần sân đối phương rõ ràng là quá ít so với yêu cầu. Khi mà áp lực chúng ta không đủ lớn như vậy thì sai số trong phòng ngự của UEFA Malaysia cũng sẽ không bộc lộ. Trong một thế trận có dấu hiệu của sự bế tắc, chúng ta cần phải trông chờ vào những pha bóng đơn giản. Nhưng đây là lúc mà ngay cả cách đá đơn giản của UEFA Việt Nam vẫn chưa thực sự được áp dụng một cách hợp lý. Phải chăng đây là quả tạt để gợi mở ra những phút cuối của hiệp thi đấu thứ hai, với một cách đá có chiều sâu hơn, có áp lực lớn hơn mà U23 Việt Nam có thể tạo ra. Và pha tranh chấp vừa rồi đã khiến cho thủ môn của U23 Malaysia bị đau. Dinakani và ông thầy vẫn đang tỏ được sự chắc chắn của mình. Với một khối phòng ngự số đông, cự ly hợp lý thì đội bóng tấn công muốn vượt qua nó phải tạo ra được một áp lực dồn dập hơn. Sau khi những quả tạt đầu tiên của U23 Việt Nam bị đối phương phá ra, chúng ta cũng phải mất tới 2-3 nhịp mới có một cú đường vào tiếp theo, và như thế là đủ thời gian để cho các hậu vệ của Malaysia có thể ổn định mọi thứ. Lỗi của Văn Đô. Và va chạm mạnh của Lê Văn Đô cùng với Bin Mamat. Malaysia, Bin Rosmiri đã rời sân. Cầu thủ được đưa vào sân đó là Bin Maslan. Đó cũng là sự thay đổi người thứ hai của huấn luyện viên Brad Maloney. Thủ môn dự bị của U23 Malaysia có lẽ cũng đang sẵn sàng. Farid Firman. Bin Afghani đã bị đau sau pha tranh chấp cùng với Văn Tùng. Đây chính là tình huống đã dẫn tới chấn thương của thủ môn số 1 đội tuyển U23 Malaysia, người đã chơi rất hay kể từ đầu trận, ra vào hợp lý, phán đoán điểm rơi tốt và phản xạ cũng hay. Đó là điều đã được thể hiện xuyên suốt kể từ các trận đấu của vòng bảng. Lê Văn Đô phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Bin Mamat. Đó cũng là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này mà trọng tài Ferhat Darwin sử dụng. Ban huấn luyện của U23 Malaysia đang yêu cầu thủ môn Bin Farid cần phải sẵn sàng. Nó cũng không loại trừ là khả năng khi mà Bin Afghani đang cùng công đội muốn kéo dài thời gian của trận đấu này trong phút cuối, ý đồ để hướng trận đấu tới hiệp phụ. Có lẽ cho tới điểm này là hết sức rõ ràng rồi. Hoàng Đức. Đây là 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận bán kết 2. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Cầm bóng nhiều hơn so với đối phương, nhưng đó có lẽ là chỉ số thống kê ấn tượng duy nhất mà U23 Việt Nam làm được. Khi tiến tới 1/3 cuối sân của đối thủ thì không xuất hiện nhiều nhưng họ có chất lượng. Tuấn Tài. Thank you.
bán kết 2 cho tới thời điểm này thì cũng đang tiến gần tới các hiệp đấu phụ, giống như ở trận đấu bán kết 1 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Mọi thứ diễn ra tương đối trầm lắng kể từ đầu trận. Hiệp 1 là hiệp đấu mà chúng ta có nhiều cơ hội hơn, với những pha bóng xuất phát từ bên phía hành lang cánh phải và sau đó Tiến Linh là người dứt điểm. Thẻ phạt sẽ được rút ra, một chiếc thẻ vàng. Như vậy là cho tới thời điểm này thì đội tuyển U23 Việt Nam đã phải nhận 2 thẻ phạt, buộc phải phạm lỗi khi mà Bin Samsudin đã bước đi rất nhanh. Căng thẳng xảy ra, các cầu thủ cần phải giữ được bình tĩnh. Cả hai trận đấu bán kết đều đang diễn ra một cách căng thẳng. Người có lẽ là đã có một cái đầu nóng bên phía đội tuyển U23 Việt Nam là Tiến Linh, nhưng hãy chờ xem là điều gì đã xảy ra trước đó. Phản ứng hết sức quyết liệt, trọng tài sẽ phải sử dụng thêm những chiếc thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho thủ môn Văn Toàn và thẻ vàng dành cho Abdurazak. Abdurazak đầu tiên là va chạm với Hoàng Đức, và ngay lập tức thì đến lượt Bùi Hoàng Việt Anh, Tiến Linh và Văn Toản thì có một động tác thừa. Thẻ phạt là xác đáng rồi. Nhưng có lẽ đây là những thời khắc mà các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải có được một cái đầu lạnh hơn. U23 Malaysia sẵn sàng sử dụng điều xảo để có thể tạo ra sự ức chế về mặt tâm lý với một đội bóng đang kiểm soát thế trận, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Và họ muốn làm chậm mọi thứ, ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Quả đá phạt của Bin Mamat rất nguy hiểm. Đó có lẽ là pha bóng cố định chất lượng nhất mà đội bóng áo vàng đã sở hữu kể từ đầu trận. Một khoảnh khắc thoát tim với một cú đánh đầu ở cự ly gần của hậu vệ vào sân thay người Bin Maslan. Ba cầu thủ áo vàng bằng vào, chỉ có một mình Bùi Hoàng Việt Anh ở đó. Đó có thể coi là một pha bóng mà U23 Việt Nam khung thành của chúng ta đã có được cả sự may mắn nữa. Khoảng cách quá gần. Vũ Tiến Long cũng phải nhận thẻ phạt. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai không còn nhiều. Đây thực sự là lúc mà U23 Việt Nam cần phải duy trì sự tập trung. Văn Tùng, Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh. Đi không thành công của Hoàng Đức. Bùi Hoàng Việt Anh rất cố gắng. Quả phạt cho U23 Việt Nam. Không có nhiều những tình huống phạt như thế này ở những trận qua dành cho đội bóng đỏ. Và chúng ta cần phải chắc chắn những cơ hội. Các trung vệ của chúng ta cần phải có mặt và tạo ra uy lực. Đường chuyền bóng của Hoàng Đức cũng sẽ phải được thực hiện ở mức độ lý tưởng. Quá nhiều sự chờ đợi cho quả đá phạt này. Khi trận đấu đang ở những phút cuối. Không thành công. Quả chơi bóng ở tầm quá thấp của Hoàng Đức. Quá.
đang đến gần ở trận bán kết 2. Đó là kịch bản mà trận bán kết 1 đã diễn ra trên sân vận động Thiên Trường. Trên sân Thiên Trường thì đội bóng đã chơi áp đảo hơn. Ở hiệp đấu thứ hai là U23 Thái Lan cuối cùng đã có được thắng lợi, nhưng nó cần tới một tình huống tỏa sáng cá nhân của Uyathep với một pha xoay sở và dứt điểm tốt trong vùng 16m50. Hoàng Đức. Malaysia đang dần thành công với việc đẩy trận đấu vào hiệp phụ. Văn Đô. Có rất ít giải pháp cho đội bóng đỏ. Việt Anh. Lê Văn Đô. Và cơ bóng tốt. Sút xa. Cú đá vừa rồi là của Lý Công Hoàng Anh. Chuyền rút. Vài vị trí của U23 Việt Nam có dấu hiệu bị chuột rút, từ người tránh chậm đầu tiên giành được kiểm soát cho tới Lý Công Hoàng Anh người thực hiện cú đá tiếp theo. Băng ghế dự bị chúng ta còn Huỳnh Công Đền, Hồ Thanh Minh, Trọng Long, Hai Long, Dũng Quang Nho, Lương Duy Cương và thủ môn Quan Văn Chuẩn. Huỳnh Công Đến sẽ được đưa vào sân. Nếu như Huỳnh Công Đến vào sân thay cho Lý Công Hoàng Anh thì Hoàng Đức sẽ được đẩy lên đá cao hơn. Huỳnh Công Đến sẽ chơi vị trí mỏ neo. Đó là sự thay đổi người thứ 3. Và trận đấu thì bước vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Vô vàn khó khăn ở hiệp đấu này, ở cả trận đấu này, thì phải đối mặt với một chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành của thủ môn Bidakadi. Trước đó thì Lê Văn Xuân phải rời sân sớm bởi chấn thương. Bây giờ tới lượt Lý Công Hoàng Anh. Bốn phút đá bù giờ. Và hiệp phụ thì đang đến gần. Đẩy trận đấu vào hiệp phụ đã được coi là thành công của U23 Malaysia. Không để lại nhiều ấn tượng ở mặt trận tấn công, nhưng ở khu vực phòng ngự mà thứ diễn ra tốt với đồng áo vàng. Một trận đấu mà cho đến lúc này khả năng kết nối là điều mà cầu thủ U23 Malaysia gần như không thể thực hiện được. Nhưng họ lại thành công với việc ngăn chặn các đợt lên bóng của U23 Việt Nam. Pha xử lý của Huỳnh Công Đến. Tình huống cản phá tiếp theo là của Bùi Hoàng Việt Anh. Chính xác là trận đấu khó khăn nhất của U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Nó còn quan trọng hơn bởi đây là một
trận đấu loại trực tiếp, trận bán kết để tìm ra chủ nhân chiếc vé còn lại, sẽ thi đấu ở sân vận động Mỹ Đình vào ngày chủ nhật tới đây trong trận chung kết, nơi mà U23 Thái Lan đang chờ sẵn. Còn 2 phút bù giờ nữa. Có lẽ lại có thêm một cầu thủ nữa nằm sân rồi. Malaysia sẽ đưa cầu thủ số 11 Bin Ismail, người có chiều cao có thể nói là thấp bé nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn và cũng là một trong những nhân tố đã tạo ra cuộc lội ngược dòng trước U23 Thái Lan vào sân. Đó là sự thay đổi người thứ 3 của ông Brad Maloney. Người đang bị đau bên phía U23 Malaysia và có thể sẽ được thay ra là Lukman Samsudin, một trong những cầu thủ đã có 3 bàn thắng trên nước này ở SEA Games 31. Như vậy là Lukman Samsudin đã rời sân để nhường chỗ cho Muhammad Bin Ismail. Thời gian đá bù giờ hiệp 2 có lẽ sẽ kéo dài thêm 1 phút nữa. Khó hiểu cho tình huống xử lý vừa rồi của cầu thủ U23 Việt Nam. Chần chừ và sau đó là chuyển bóng sai. Trả bóng của Hùng Dũng. Đây là Văn Tùng. Đi bóng quá đơn giản. Lại là Hùng Dũng. Sẽ là quả phạt góc. Đó có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng ở trong thời gian thi đấu chính thức. Ở đây đã là đá bù giờ thứ 5 rồi. Và liệu có thể tận dụng được điều này hay không? Tôi đang nhớ lại khoảnh khắc của quả phạt góc trên sân Mỹ Đình vào năm 2003. Nhưng không có ai đóng vai Phan Thanh Bình ở đây cả. Và 90 phút thi đấu chính thức trận bán kết thứ hai môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã khép lại mà không có bàn thắng được ghi. Thế trận có phần lấn lướt hơn, số lần thời gian giữ bóng nhiều hơn vượt trội, không đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam có được nhiều cơ hội và chúng ta đã không thể có được bàn thắng nào vào lưới của U23 Malaysia. Một ngày thi đấu mà Hoàng Đức, Hùng Dũng và các đồng đội đã không tìm ra được nhiều điểm bùng nổ để có được một lần vượt lên trong 90 phút thi đấu chính thức, và chúng ta buộc lòng phải tiếp tục phân định thắng thua với đối thủ những phút thi đấu ở hiệp phụ. Chúng ta cũng phải dành tặng những lời khen cho hệ thống phòng ngự của U23 Malaysia. Họ hoàn thiện rất tốt những phương án mà huấn luyện viên Brad Maloney đã chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay. Về mặt tấn công thì không có gì để nói, nhưng ở khu vực phòng ngự họ đứng vững trước một U23 Việt Nam đã kiểm soát gần như là hoàn toàn mọi thứ, có những thời điểm gần như là chỉ đá nửa sân nhưng không thể tiến vào khu vực 16m50, không thể có được những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Cho tới thời điểm này thì U23 Việt Nam đã thay 3 cầu thủ. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo trong hiệp 2 là Văn Tùng, là Huỳnh Công Đến và Phan Tuấn Tài. Ta mất một cầu thủ bởi chấn thương là Lê Văn Xuân. Sự thay đổi người khi rút ra khỏi sân Nhâm Mạnh Dũng và sau đó tới lượt Lý Công Hoàng Anh là người đã chuột rút và cũng buộc phải rời sân. Trên băng ghế dự bị chúng ta có trung vệ Lương Duy Cương, hậu vệ Dụng Quang Nho. Ở mặt trận tấn công nếu cần có sự thay đổi còn có Hai Long, Trọng Long và Hồ Thanh Minh. Ở 90 phút thi đấu đã qua chúng ta có tới 10 cú sút vượt trội so với đối thủ.
nhưng đó không phải là những tình huống thực sự mang tính uy hiếp. Ở chiều ngược lại thì Malaysia dù giữ thế trận phòng ngự phản công nhưng họ lại là đội có tới 8 quả phạt góc, trong khi đó thì U23 Việt Nam chỉ có 3 lần thực hiện những tình huống đá phạt góc. Đây là pha bóng mà có lẽ là chúng ta nhìn nhận được sự chuẩn xác ở mức độ tốt nhất cho các quả tạt từ hai biên của U23 Việt Nam ở những phút thi đấu đã qua. Đây là quả tạt của Phan Tuấn Tài, người đã vào sân từ ghế dự bị. Còn đây là pha bóng có độ nguy hiểm lớn nhất từ phía cầu thủ Malaysia. Một pha bóng mà gần như các vị trí trung vệ của U23 Việt Nam đã không thể đảm bảo được vị trí, nhưng thật may là pha tiếp bóng của Tiến Phương lại đi không chuẩn mực. Khi đã lọt vào đến vòng bán kết thì chẳng có đội bóng nào là yếu cả. Cả 4 đội bóng ở môn bóng đá nam khi lọt vào vòng đấu 4 đội đều đã thể hiện được chất lượng thi đấu của mình, dù cách tiếp cận của các đối thủ là có phần khác nhau. U23 Việt Nam có một thế trận về số lần giữ bóng, về khả năng tạo ra sự lấn lướt là nhìn hơn. Nhưng sự lấn lướt đó nếu chỉ nhìn vào những con số là không đủ. Chúng ta không có được một chất lượng chiều sâu trong những pha bóng cuối cùng. Và bây giờ là lúc mà chúng ta vẫn còn những cơ hội ở các phút thi đấu ở hiệp phụ. Như vậy là hiệp phụ thứ nhất trận bán kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã được bắt đầu. Và cướp bóng của Hoàng Đức và cú chạm bóng tiếp theo là của Hùng Dũng. Văn Tùng, Hùng Dũng, Văn Tùng chiếm chỗ, không được. Rất đáng tiếc cho pha chạm bóng vừa rồi của Phan Tuấn Tài. Hoàng Đức, quả phạt là hợp lý. Ở trận bán kết 1 thì chỉ sau 4 phút của hiệp phụ đầu tiên thì U23 Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số. Và đó cũng là pha lập công quyết định để giúp cho U23 Thái Lan tiến vào trận chung kết. Có rất nhiều những tình huống nằm sân của U23 Malaysia ở trong hiệp 2 và ngay ở phút đầu tiên của hiệp phụ này nữa. Phải nói rằng cao thủ Malaysia đã chơi đầy cố gắng ở những phút thi đấu đã qua. Họ chơi phòng ngự có tính tổ chức cao, tranh chấp hợp lý, không phạm lỗi ở những khu vực nhạy cảm. Nhưng việc căng sức ra để đối đầu với U23 Việt Nam quả thật cũng là một thách thức lớn. Và điều đó cũng khiến cho năng lượng của cao thủ áo vàng bị tiêu hao đáng kể. Sẽ lại phải có một tình huống thay người bên phía U23 Malaysia. Thay một hậu vệ, đó là cầu thủ áo số 15 Din Samsun Fazil vào sân. Nếu như
Như vậy thì đây sẽ là sự thay đổi người thứ tư của ông Ramaloni. Cầu thủ bị đau đó là Adam Afka. Đấu cũng khiến cho U23 Việt Nam tổn thất về mặt lực lượng. Nếu nhìn vào chấn thương của Lê Văn Xuân thì cũng khó có cơ hội để cho anh tiếp tục thi đấu ở giải đấu này nữa. Tấn công bên phía là cánh phải, đây là hình công đến. Tiến lên, không thể dứt điểm. Tương đối kém duyên, số 9 của U23 Việt Nam sở hữu nhiều cơ hội nhất kể từ đầu trận. Thiếu đi một chút gì đó. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống trả ngược trở lại của Huỳnh Công Đền, một trong những sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi Lý Công Hoàng Anh gặp vấn đề về thể lực. Cầu thủ của U23 Malaysia là Bin Mamat đã nhanh chân hơn một nhịp. Cá hay. Pha ngăn chặn vừa rồi là của Thanh Bình. Hoàng Đức. Cú đá trúng đích nhưng từ đó không đủ để đánh bại Văn Toàn. Lê Văn Đô. Hoàng Đức. Đấu tiêu tốn nhiều sức lực của cả hai bên. Huỳnh Công Đến. Sự chính xác trong những đường chuyền quan trọng nhất chưa từng thể hiện ở trận đấu ngày hôm nay. Thêm một pha xử lý tốt của Thanh Bình. Bùi Hoàng Việt Anh. Huỳnh Công Đến qua người. Không có gì đặc biệt với pha lên bóng vừa rồi của đội bóng vàng. Hùng Dũng. Lê Văn Đô. Liệu U23 Việt Nam có thể ghi được bàn thắng trong hiệp phụ hay không? Tuấn Tài. Bóng đá đi hết đường biên ngang và sẽ có một quả đá phạt góc. Hơn lúc nào hết cần phải tận dụng những cơ hội như thế này trong những phút cuối của hiệp 2. Đã có những quả phạt ở sát vạch 16m50. Đã có những tướng phạt góc nhưng nó đều bị kết thúc một cách rất đơn giản. Tôi có cảm giác là tương đối nhiều các cầu thủ U23 Malaysia đã xuống sức. Và đây là lúc nếu như U23 Việt Nam đẩy tốc độ của trận đấu lên, tăng áp lực của mình lên với một cường độ chơi ở mức độ cao hơn, có thể là chúng ta sẽ tìm thấy những sơ hở của đối phương. Bây giờ là một tình huống cố định với quả đá phạt góc của đội trưởng Hùng Dũng. Bây giờ thì ông Brad Maloney mới thay người. Chưa, sự thay đổi người chưa để diễn ra. Quả đá phạt góc sẽ được thực hiện. Người thực hiện sẽ là đội trưởng Hùng Dũng. Đội tung vào! Quá đáng tiếc cho cơ hội bị bỏ lỡ vừa rồi của Hoàng Việt Anh.
Bóng đã trôi qua tầm kiểm soát của thủ môn Bin Akani và phòng ngự U23 Malaysia. Một cú đệm lòng khi tất cả hệ thống phòng ngự áo vàng đã đứng nhìn thì trái bóng lại đi chệch cột dọc. Thực sự đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Cú đệm lòng và trái bóng chỉ đi chệch cột dọc một chút thôi. Tuy chưa thành công nhưng chúng ta cần những tình huống có tính áp lực như vậy. Hậu vệ Bin Samsung Fazio được đưa vào sân. Và đây, cầu thủ chạy cánh phải của U23 Malaysia đang bước đi với những bước chân tập tễnh. Đó là Chen Junho. Malaysia đã thay 4 cầu thủ. Dành cho U23 Việt Nam. Hùng Dũng tiếp tục đi bóng, vẫn đang là Hùng Dũng. Phạt góc. Tình huống cầm bóng vừa rồi của Hùng Dũng thực sự là một bóng rất kinh nghiệm, bởi vì khoảng trống dành cho đồng đội là chưa đủ, và nếu như chuyền bóng cũng hoàn toàn có thể đưa đồng đội vào thế việt vị. Anh mạnh dạn đột phá và để rồi sau đó thực hiện cú treo bóng vào trong. Hơi tiếc một chút cho cú treo bóng cuối cùng của Hùng Dũng, nhưng cái cách mà anh muốn các cổ động viên của mình tạo ra một bầu không khí sôi động hơn, đó chính là sự mở đầu cho một giai đoạn mà chắc chắn là U23 Việt Nam sẽ tăng tốc, tăng áp lực. Và trái bóng của Lê Văn Đô, dứt điểm, cú đá là của Văn Tùng. Lỗi của Huỳnh Công Đền. Mười của hiệp phụ thứ nhất, hiệp phụ đầu tiên, quãng thời gian vừa qua của thời gian đá thêm giờ, U23 Việt Nam tiếp tục là những người lấn lướt nhưng bàn thắng vẫn chưa tới. Hai quả đá phạt góc trước đó của U23 Việt Nam đều mang tới những cơ hội cho chúng ta. Chắc chắn người sẽ hiện quả đá phạt này cho U23 Malaysia là đội trưởng Bin Mahdi. Chân sút phạt thực hiện tất cả những điều như thế này của U23 Malaysia kể từ đầu giải. Rất hồi hộp. Bóng đi cao so với những tay của Văn Toàn, không có gì là nguy hiểm. Muốn các cổ động viên tạo thêm sự hưng phấn cho U23 Việt Nam. Họ đang trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải, như là hết sức bế tắc trước U23 Malaysia. Hùng Dũng, đó là một đường chuyền học. Phương thì cũng không khá gì hơn và họ đang có nhiều vị trí xuống sức hơn so với U23 Việt Nam. Đã có lúc việt vị của Văn Tùng. Đúng là đây đang là những diễn biến của một trận đấu khó khăn nhất mà U23 Việt Nam phải đối mặt kể từ đầu giải. Chưa lúc nào ở chặng đường đã qua chúng ta lại khó khăn đến thế trong việc triển khai ý đồ chơi.
ngay cả trong trận đấu gặp Philippines khi chúng ta không ghi được bàn thắng vào lưới của đối thủ thì cách tiếp cận của chúng ta cũng vẫn có những đường hướng mà chúng ta có thể có những hy vọng. Chỉ có điều là ở những pha chạm bóng cuối cùng, những tình huống kết thúc không có được độ chuẩn xác mà thôi. Còn với trận đấu này thì ngay cả việc đưa bóng vào khu vực của chúng ta là một cái gì đó tương đối khó khăn. Văn Đô. Bóng đi hết đường biên. Khi để đối phương áp sát thì sẽ rất khó có cơ hội. Cầu thủ U23 Malaysia cao to hơn và có được lợi thế về mặt thể hình trong pha tranh chấp tay đôi. Thời gian của hiệp phụ đầu tiên đã sắp hết. Hoàng Đức xoay sở hay. Vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam Hùng Dũng. Sẽ là quả tạt của Văn Đô. Hoàng Đức. Tuấn Tài bình tĩnh. Sai ở nhịp cuối. Rất đáng tiếc. Nhịp ngoặt bóng đầu tiên của Tuấn Tài là hợp lý. Nhưng anh lại lóng ngóng ở pha xử lý thứ hai. Việt Nam miệt mài tìm kiếm bàn thắng chủ yếu bằng giải pháp từ những tiếng súng biên. Hiệu quả là thứ còn rất thiếu. Những giây cuối cùng của hiệp phụ đầu tiên, đây có lẽ sẽ là tình huống cuối của hiệp phụ này. Thời gian bù giờ của hiệp phụ đầu tiên này lên tới 2 phút. Hoàng Đức. Huỳnh Công đến. Pha phối hợp nhỏ chưa mang lại tác dụng. Chắc chắn vào lúc này thì các cổ động viên bóng đá Việt Nam đang rất sốt ruột. Và có thể là nhiều người đang nhớ đến một cầu thủ có thể giải quyết được thế trận như Quang Hải. Nhưng với tôi thì tôi lại nhớ đến những hậu vệ đã từng giúp chúng ta đăng quang ở SEA Games năm 2019. Những người như Thành Trung, Huỳnh Tấn Sinh hay là Đoàn Văn Hậu. Họ duy trì được khả năng kiểm soát ở khu vực của mình với nhiệm vụ phòng ngự. Đó là việc đầu tiên. Nhưng họ còn có tác động vào những tình huống tấn công của U23 Việt Nam trên đất Philippines. Và đã có những bàn thắng từ những hậu vệ đó giúp cho chúng ta có được sự khác biệt. Ở SEA Games lần này, sau 5 trận đấu với thời gian thi đấu chính thức và bây giờ là hiệp phụ thứ nhất rồi, thì lưới của chúng ta cũng chưa bị thủng lần nào. Nó chắc chắn có công sức của các cầu thủ phòng ngự. Nhưng giá như mà những cầu thủ phòng ngự của chúng ta có thêm những tác động vào thế trận tấn công, có thêm những ảnh hưởng việc tổ chức cũng như là thực hiện những pha có quyết định, thì có thể là thế trận chúng ta sẽ được giải quyết. Đúng không đấy? Và cắt ngang của Huỳnh Công đến đi quá sâu và thủ môn của U23 Malaysia vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Và như vậy là hiệp phụ thứ nhất trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã khép lại mà vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số.
thế trận áp đảo của U23 Việt Nam vẫn chưa phải là điều kiện đủ để chúng ta có được một điều quan trọng nhất mà chúng ta đang hướng tới, đó là bàn thắng. Chúng ta cũng nên hy vọng một chút, bởi ít nhất thì phần nào đó cái hình ảnh của hiệp phụ đầu tiên cho thấy là U23 Việt Nam đang có được lợi thế hơn một chút về mặt thể lực. Và tôi vẫn mong muốn là chúng ta cố gắng có được một bàn thắng ở trong hiệp phụ thứ hai, bởi nếu đẩy trận đấu vào loạt sút phạt luân lưu thì lúc đó cơ hội chia đều và áp lực tâm lý của một đội chủ nhà, của đội bóng đã tấn công từ đầu tới cuối, sẽ là lớn hơn. Trận đấu vốn nhiều sức của Hùng Dũng và đồng đội. Đây là những pha bóng tranh chấp của Tuấn Tài ở hiệp phụ đầu tiên. Và đây là cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Bùi Hoàng Việt Anh. Pha tiếp ứng sau khi bóng bật ra, chỉ tiếc là nó lại đi ra bên cạnh lưới. Hai quả đá phạt góc trong vòng 2 phút mang lại hai cơ hội cho U23 Việt Nam. Hiệp phụ thứ hai đã bắt đầu. Cũng chờ đợi một điều gì đó. Bàn Tuấn Tài. Không phải, đó là Vũ Tiến Long. Sẽ là quả tạt. Quả tạt khai. Đánh đâu? Bóng đã tìm được tới vị trí của Văn Tùng. Quỳnh đầu hơi với. Thêm một cơ hội nữa bị bỏ lỡ một cách đầy tiếc nuối. Tùng không thể ghim được trái bóng đi thấp hơn. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, U23 Việt Nam đã có thêm cơ hội. Dũng Quang Nho sẽ được đưa vào sân. Lê Văn Đô rời sân. Sự thay đổi người thứ tư của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dũng Quang Nho sẽ chơi ở đúng vị trí của Lê Văn Đô, vị trí chạy cánh phải. Tiến Linh, đường chuyền của Huỳnh Công đến. Đây là Hùng Dũng. Công đến. Ở cự ly khoảng 20m. Như vừa rồi thì cú đá của Công đến là hợp lý. Ông Park Hang-seo nói rằng ông luôn có niềm tin vào cả 20 cầu thủ của mình. Ông trao cơ hội cho những người đã từng chơi không tốt ở vòng bảng tiếp tục dành cho họ những cơ hội. Nếu như ngày hôm nay một trong những cầu thủ kiểu như là Huỳnh Công đến đã từng bỏ lỡ những cơ hội ở trận gặp Philippines lại có thể ghi bàn, đó điều không thể tuyệt vời hơn. Quả bóng khá hay. Dũng Quang Nho, chạm đầu tiên là không thực sự tốt. Dũng Quang Nho. Hùng Dũng. Cầu thủ U23 Malaysia hiểu rằng họ cần phải xử lý an toàn. Thể lực đã xuống rồi. Chậm một chút thôi sẽ phải nhận một quả khôn lường. Đây một quả đá phạt góc nữa. Sự chờ đợi của U23 Hàng Sò, sự chờ đợi của các cổ động viên Việt Nam. Hùng Dũng. Đó tiếp tục là một điều không chiến, không thể đưa được trái bóng chính xác về khung thành của Binakani. U23
đi đầu của Thanh Bình. Bằng cách này hay cách khác, bằng một thế trận này hay một thế trận khác, thì cả hai trận bán kết của SEA Games được tổ chức trên sân nhà, Việt Nam đều gặp khó khăn trước Uruguay và Malaysia. Không kịp, không đủ sức dướn nữa rồi. Đây đã là hiệp thứ hai. Với những gì mà UEFA Malaysia đã trải qua ở trận bán kết thứ nhất trên sân Thiên Trường trước Indonesia, và với những gì mà cả hai đội UEFA Việt Nam và UEFA Malaysia đã dẫn nhau đến cho đến lúc này ở trận đấu trên sân Việt Trì, thì sẽ chẳng có đội nào ở trận chung kết có lợi thế về mặt thể lực cả. Đó đều là những trận đấu vất vả như nhau. Dũng Quang Nho, Phan Tuấn Tài, quả đá phạt. UEFA Việt Nam đang được hưởng nhiều hơn thứ mà anh Tùng nói là thiếu ở hai hiệp đấu chính thức. Đó là chỉ số thống kê về những tình huống đá phạt cố định, những tình huống đá phạt góc ở trong hiệp vụ này. Bởi vì chúng ta đã đẩy đội hình lên cao hơn nhiều và đáng lẽ ra trong phần lớn thời gian thi đấu của thi đấu chính thức chúng ta cần phải làm. Lực lượng của chúng ta vẫn không thể tràn xuống sâu hơn ở khu vực 1/3 sân của đối phương. Và khi mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ xuất hiện những tình huống kiểu như này. Phạt góc cũng nhiều hơn và những tình huống phạt cố định nhiều hơn. Quả treo bóng của Hùng Dũng. Đánh đâu? Và đó là cả một sự giải tỏa. Tỷ số là 1-0 và 8 vô cùng quan trọng cho UEFA Việt Nam. Thứ mà chúng ta còn thiếu trong thời gian thi đấu chính thức. Đẩy đội hình lên cao, có thêm nhiều tình huống đá phạt. Mỗi một tình huống đá phạt đều là những tình huống nguy hiểm. Và bây giờ là một bàn thắng. Một bàn thắng quý hơn vàng ở hiệp vụ thứ hai. Lại là Tiến Linh, người đã mở đầu cho tài khoản bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Và cũng là người mang lại một lợi thế không thể bàn cãi vào lúc này. Quá cảm xúc. Các cổ động viên của UEFA Việt Nam đã phải chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Quá lâu. Trong một trận đấu khó khăn nhất của UEFA Việt Nam kể từ đầu giải. Ở những phút vừa rồi, khi mà chúng ta đẩy những áp lực của trận đấu lên, có được nhiều hơn những tình huống cố định, ta đã tạo ra được một áp lực đủ để khiến cho sự mệt mỏi của các thủ Malaysia bộc lộ thành những sai sót. Tôi vẫn cứ chờ đợi một tình huống kết thúc bởi một trung vệ cơ. Nhưng thực ra không quan trọng là ai cả. Vấn đề là có một cầu thủ của chúng ta thực hiện bàn thắng. Và nếu là Tiến Linh, một tiền đạo mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi, thì đó cũng là một điều cực kỳ tuyệt vời. Một pha bóng mà rõ ràng là các trung vệ của UEFA Malaysia đã mệt mỏi đến mức độ là họ không thể nhảy lên ở mức độ tốt nhất. Và thủ môn của đối phương thì cũng không duy trì được cảm giác để có thể quản lý được không gian của mình. Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Khi mà tất cả đều đang phấn khích thì chỉ có một mình huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu là mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Ông tỏ ra bình thản và yêu cầu là các cầu thủ cũng như những công sự của mình cần phải giảm bớt đi cái sự hưng phấn, cần phải tập trung bởi thời gian vẫn còn. Trận chung kết của môn bóng đá nam SEA Games 31 còn cách đội tuyển U23 Việt Nam khoảng 8 phút nữa. Không có quả đá phạt góc nào cả. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc mà Tiến Linh cùng với các đồng đội với nụ cười của mình ghi bàn trong một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là sự dồn nén của cảm xúc. Và nó bùng nổ đúng lúc. UEFA Malaysia sẽ liên tục sử dụng những tình huống nhồi bóng như thế này.
đó là con đường ngắn nhất để họ tiến tới khung thành của Văn Toàn. Phan Tuấn Tài. Hai trận đấu bán kết ngày hôm nay đều đã phải bước vào hiệp phụ và đều đã có những bàn thắng được ghi. U23 Thái Lan đã bảo toàn được lợi thế của họ sau pha lập công của Vidathep. Và bây giờ là bài toán tương tự với U23 Việt Nam sau khi chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh. Vừa được chứng kiến lại một lần nữa bàn thắng của Tiến Linh, một thắng quý hơn vàng và cũng là một tình huống đánh đầu của anh Tùng ạ. Phan Thanh Bình của năm 2003 ghi bàn thắng quyết định bằng một tình huống đánh đầu sau quả đá phạt góc, và bây giờ thì tới lượt Tiến Linh cũng từ một tình huống cố định cũng đánh đầu ghi bàn vào lưới của Malaysia. Cũng là một sự khó khăn trước những người Malaysia, nhưng sự chủ động nằm trong tay cầu thủ U23 Việt Nam và chúng ta giữ được sự chủ động đó, quyết định được trận đấu bằng pha bóng bổng. Và nếu như khoảng cách mong manh này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc hiệp phụ thứ hai thì đây sẽ là lần thứ 5 U23 Việt Nam có mặt trong trận chung kết của SEA Games. 3 năm trước trong trận đấu trên đất Philippines chúng ta đã có một chiến thắng. Tiến lên không được, tầm bóng quá nhẹ của Tiến Linh đã không thể tận dụng được thời cơ khi mà đối phương có phần chung trừ trong việc phối hợp giữa trung vệ và thủ môn. Thực tế là trung vệ của Malaysia cũng đang gặp vấn đề về mặt thể lực. Hàng cầu thủ đã rất mệt trong những phút cuối của hiệp phụ thứ hai. Đây là phút thi đấu thứ 117. Những động thái như thế này chúng ta đã từng được chứng kiến tại SEA Games 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo hết sức tinh quái. Trận đấu trên sân vận động Việt Trì bước vào phút thi đấu thứ 117. Và xử lý tốt của Tiến Linh. Dũng Quang Nho đang rất có lợi thế và thể lực. Đáng khen cho nỗ lực vừa rồi của Dũng Quang Nho. Khá nguy hiểm. Sóng gió vừa trôi qua trước khung thành của Văn Toàn. Những phút đá cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Và vừa rồi là một khoảnh khắc có thể nói là thoát tim khi cầu thủ của U23 Malaysia thoát xuống được ở hành lang cánh trái. Nỗ lực của Hoàng Đức. Và phản công. Tiến Linh không vội vàng, nhưng lẽ ra là một vòng tới vị trí của công đến, đó có lẽ là hợp lý hơn. Cầm nhịp cũng tốt bởi đây là những phút cuối rồi, nhưng nếu được truyền cho công đến đưa trái bóng về cột cửa góc, nếu không thành công trong việc xâm nhập 16m50 cũng là một giải pháp hay. Hoàng Đức. Sự
này không còn nhiều. Cánh cửa bước vào tại trận chung kết đã mở toang với U23 Việt Nam. Và chúng ta sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games này. Đó là sự tái hiện lại trận chung kết năm 2003. Nhưng lần này thì tôi tin rằng vị thế của hai đội sẽ khác. Và các trận đấu chung kết bóng đá ở SEA Games lần này cũng là sự lặp lại của SEA Games 2019. Hai trận đấu chung kết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Sau đó một ngày, U23 Việt Nam nếu như duy trì được kết quả này trong ít phút ngắn ngủi nữa thôi sẽ gặp U23 Thái Lan. Hòa thương đến rất gần rồi. Phút 120. Ngày có thể nói là căng thẳng nhưng có thể sẽ trọn vẹn với các cổ động viên trên sân Việt Trì và những ai đang theo dõi trận đấu này. Sau rất nhiều khó khăn, chúng ta đang tiến rất gần tới chiếc vé bước vào trận đấu chung kết. Chỉ còn những phút bù giờ nữa thôi, 2 phút bù giờ. Đây là những nỗ lực cuối cùng của đội tuyển U23 Malaysia. Quả tạt của Choi Soon-ho. Nỗ lực của Phan Tuấn Tài. Cứu được một quả đá phạt góc. U23 Malaysia sẽ được hưởng một quả đá phạt. Tài hơi vội vàng. Trong hiệp vụ thì đội tuyển U23 Malaysia đã từng tạo ra sóng gió khi thực hiện pha phương đá phạt từ vị trí này. Phá ra khỏi vùng 16m50 và pha xử lý hỏng của cầu thủ U23 Malaysia cũng gần như là dấu chấm hết đẹo rồi. Đúng là không còn hy vọng cho U23 Malaysia. Bóng vô địch vừa rồi là cơ hội cuối cùng và trận đấu khép lại với bàn thắng 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Tiến Linh trong hiệp vụ thứ hai đã giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp lọt vào trận chung kết của bóng đá nam tại SEA Games. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình vừa trải qua một trận đấu cực kỳ căng thẳng. U23 Việt Nam đã phải dốc toàn bộ sức lực của mình trong một cuộc đối đầu với một đối thủ khó chơi là U23 Malaysia. Một trận đấu đầy khó khăn khi chúng ta không thể có được những pha bóng cuối cùng đủ chất lượng. Nhưng rồi chiến thắng vẫn đi cùng với đội chủ nhà. Đội bóng áo đỏ đã thẳng tiến vào trận chung kết khi có thêm một chiến thắng nữa. Tiếp tục không thủng lưới và sẽ gặp đội tuyển U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng vào ngày Chủ nhật. Chúng ta cùng hy vọng rằng U23 Việt Nam sẽ bảo vệ được danh hiệu vô địch, tấm huy chương vàng ở SEA Games. Và lần này là lần đăng quang trên sân nhà. Một chiến thắng sẽ cực kỳ nghĩa với thể thao Việt Nam, với bóng đá Việt Nam. Cảm ơn thân mến buổi tường thuật của chúng tôi trận bán kết thứ 2 môn bóng đá nam ở SEA Games 31 giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Xin được dừng lại đây. Xin thân ái tạm biệt.